Rồi em Linh, kênh Đồ Nhật Bái. Em xin kính chào toàn thể mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Thì chú bác anh em đã từng xem kênh của em thì cũng biết cách thức đặt hàng cũng như là thanh toán tiền hàng rồi ha. Thì em xin phổ biến những người mà lần đầu xem á. Thì đặt hàng thì mọi người có thể nhắn tin hoặc là điện thoại trực tiếp cho em nha. Số điện thoại em có ghi với phần tiêu đề video á, hoặc là có thể kết bạn Zalo để tiết kiệm chi phí. Thì lưu ý mọi người nha, có đặt hàng thì mình đặt hàng bằng tin nhắn hoặc điện thoại nha, đừng có đặt hàng trong phần bình luận nha mọi người. Tại vì em ít kiểm tra bình luận lắm, nhiều khi em bỏ sót đơn hàng của mọi người á. Thì nói tóm lại là em không tiếp nhận đơn hàng trong phần bình luận nha. Em chỉ trả lời tin nhắn và trả lời điện thoại thôi. Mong mọi người lưu ý. Còn cái cách thức thanh toán tiền hàng thì có hai hình thức. Một đó là chuyển khoản, em bao ship với cái đơn hàng là từ 200.000 trở lên. Và hai là ship code thì mọi người sẽ trả phí. Và riêng cái cách thức ship code á, mà với cái đơn hàng từ 500.000 trở lên á, thì em sẽ hỗ trợ là 20.000 tiền ship. Thì bất kể xa gần ha. Rồi thông tin tài khoản thì em có ghi với phần mô tả video nha mọi người. Hoặc là khi nào mọi người nhắn tin đặt hàng thì em sẽ cung cấp cái số tài khoản cho mọi người. Rồi thì giờ em bắt đầu cái video số 38 nha, 39 nha. Tại vì 38 em có bán mấy cái thùng đồ nghề đó. Bây giờ em lên cái video 39 bán đồ công cụ nha. Công cụ thì 39 vậy, chắc đầu là búa. Búa nha mọi người. Thì đầu tiên là cái mã số 391. 391 là cái cây búa, cây này của Đốc Diêu. Mã số 391. Giá 350.000. Này cây búa của Đốc Diêu, cây búa này cũng khá độc nha mọi người, cũng hiếm lắm ạ. Hiếm nha, hàng hiếm nha. Thì cái búa này nó là cái búa đóng đinh nhổ đinh thôi. Đóng đinh nhổ đinh ha. Nhưng mà nó độc, nghĩa là thiết kế khác người ta nè. Cái này là nó thiết kế là cái này là dẹp nha. Dẹp. Nguyên một cái thanh thép dẹp. Thì thanh thép này cái chỗ mà mỏng nhất của nó là gần 5 ly nha mọi người. Chỗ mỏng nhất là gần 5 ly. Hơn 4 ly rưỡi ha. Rồi nó thon ra nè. Đó. Đó mọi người nhìn nè. Đó ha. Chỗ này mỏng, chỗ này dày ra tới phần đầu búa. Và chỗ này dày ra tới phần cán búa. Cán búa nó là cán cao su. Cán cao su còn liền lạc nha mọi người, không nứt mẻ gì hết nha. Ha, rất vô. Này, hiệu đầu trâu. Nó chưa là đầu trâu ha. Đó. Đó, thì cái cây búa này nó đặc biệt ở một chỗ nữa là cái phần đầu của nó nha mọi người. Là cái này á là họ thiết kế để mình kẹp đinh vô. Thì ở đây nó có 500. Nó có 500 nha. Mình kẹp đinh vô đây. Ở đây nó có hai cử đinh nè, ở đây một cử đinh dài mình tháp vô đây luôn, và đinh ngắn là tháp ở cái cửa dưới này. Thì đây là thanh, đây là viên 500 nè mọi người. Em không có đem cái đinh lên nữa để em cắt cái khúc kẽm này đỡ đi. Kẽm lưới B40 để em test kèm cộng lực nè. Đó thì vậy nè. Đó, mình tháp đinh vô đây.
đó, đã dính vậy nè mọi người, rồi mình đóng xuống ha. Đó, thiết kế hay cây búa này. Lúc vừa em đi lấy hàng này, em vừa lấy là đã có người hỏi em liền luôn tại ngay chỗ bãi luôn. Anh nói ảnh cũng có ăn cây nữa, ảnh xài ảnh cất kỹ lắm mà cũng bị mất. Rồi ảnh đi kiếm cây khác mà ảnh kiếm hoài không có gặp đó. Thì cây này nó nặng bảy lạng rưỡi nha mọi người, rất là nặng luôn nha, nặng 7 lạng rưỡi á, dài cũng rất là dài luôn, dài hơn 4 tấc, rất là khủng luôn á. Rồi cái này mã số 391, giá 350 ngàn. Rồi đầu búa nè, không quên đầu búa sọc caro nha mọi người, còn đinh đinh caro còn rất là nhọn nha, còn rất đẹp nha. Còn nhổ đinh á thì ở đây có dấu hiệu xài nè, có dấu hiệu cắn nè, thấy mọi người đó, có dấu hiệu cắn nha, nhưng mà nhìn chung còn rất đẹp nha. Rồi nhồi tới cái cây này cũng khủng luôn, cái cán thôi nó dài thậm thượt luôn, nhưng mà cái đầu búa nó nhỏ xíu một xíu, cái đầu búa nó nhỏ xíu một xíu à. Đầu búa nè, để em đo đầu búa cho mọi người coi. Cái đường kính đầu búa có 1 phân rưỡi à. Ha. Đường kính đầu búa có 1 phân rưỡi à. Rồi nó dài thì nó dài được có 8 phân rưỡi nha. Chưa được 9 phân. Đó. Mà cái cán thì của nó dài, cái cán nó dài tới 3 tấc 9 lận, nó nhỏ xíu nha mọi người, nó nhẹ có 2 lạng à, có 2 lạng thôi nha mọi người, lưu ý nha. Trong hình thì thấy nó bự nha, trong điện thoại thì thấy nó bự nha, nhưng mà thực ra thì nó nhỏ nhẹ nha, em nói mọi người rõ rồi ha. Đó thì cái cây này giá nó là mã số 392, giá 130 ngàn ha. Cán còn liền lạc nha mọi người, cán còn mới nha, nói chung cây này là mới chưa xài nha. Đây đầu búa nè. À, chưa xài nha mọi người. Còn hình như có xài hay sao? Chưa. Có xài một vài lần gì đó mọi người. Chỉ thấy nó có dấu chút xíu à. Và cái cây này là của thằng Tốp nha mọi người. Cây này của hiệu Tốp nha. Em cũng bất ngờ. Thì hồi nào giờ thì Tốp em chỉ thấy họ làm bên đồ công cụ cờ lê mỗi lết kèm được các thứ, mà nay gặp cây búa nó còn zin hết, những cây búa còn zin hết nha mọi người, cắn zin rồi ha, chốt nêm luôn nè, còn zin hết, còn cả tem luôn nè. Rồi cây này mã số 392, giá 130 ngàn nha. Rồi mã số 393 cũng là một cây búa gò, cũng cây nhỏ xíu một xíu luôn nha mọi người. Thì cây này nó cái đường kính của nó, đường kính đầu búa của nó chắc cũng bằng cây của ông Tốp. Thì đây nó được 1 phân 6. 1 phân 6. Là hơn kia được 1 mm. Rồi cái chiều dài nó cũng dài hơn một xíu. Chiều dài này thì được 8 phân. 8 phân, mà cán thì ngắn à. Cán thì tính tới là 4 được có 3 tấc thôi. 3 tấc. Còn nó nặng thì nó nặng cũng nó cũng nhẹ hơn nữa, nó có một lạng 7 à mọi người. Có 1 lạng 7 nha. Cây này rất là nhỏ nha. Mọi người lưu ý nha. Cây này nếu mà có xài thì mình đóng đinh cúc luôn nha. Đinh cúc đinh chỉ luôn nha mọi người. Đó, cây này cũng có xài qua rồi nhưng mà đầu búa còn đẹp nha, không có bị bể nha mọi người, nó chỉ hơi kiểu như nó nhâm chút xíu thôi nha, không có mẻ nha, đẹp lắm. Còn tem tiết luôn nè, cái logo nè, logo hình cái giống như là hình cái mấy con bài á mọi người, hình này giống hình gì á, hình ông tướng ông gì đó, cái chữ đó.
Rồi này cái gì nữa, tem nữa nè đó. Rồi nó một đầu dẹp cho mọi người, nó có một đầu dẹp nè. Rồi đi chắc gõ sỉ hàng là được á. Đầu dẹp này thì nó được có 7 ly à, 7 ly à. Bảy ly, 8 ly. Rồi đó, cây này mã số 393 giá 70.000 mọi người ha. Rồi tới 394, 394 là cái đầu gỗ kiểu như vậy nè. Này dẹp nè mọi người, dẹp theo chiều ngang, này dẹp theo chiều dọc ha, này dẹp theo chiều ngang nè, này dẹp theo chiều dọc song song với lại cán búa, này dẹp theo chiều vuông góc cán búa đó, nó vậy đó mọi người ha. Cái này cũng còn zin luôn, chốt nem zin hết luôn. Cái này thì mã số 394 giá 120.000, cán zin luôn đó. Thì cái này em thiết kế gì để làm gì em không biết, mà cái này thì chưa có xài, chưa có xài. Chú bác anh em chắc này bên bên gò rồi á, bên gò nói chung mấy cái loại búa này, búa gò thôi. Đây nó có cái thương hiệu là người SS, in chữ đây nè, SS. Cái này cái tem, tem giá quá, tem giá này hàng trong siêu thị nè đó. Thì cái chiều dài của cái đầu búa nó cũng khá dài nha mọi người, nó dài tới 10 13 phân 7 lận, nó là gần 14 phân á, gần 14 phân luôn. Còn cái bề bản đó, cái bề bản của cái lưỡi của nó thì hai hơn 2 phân, hơn 2 phân xíu, 2 phân 1 ly. Cái đầu này nó cũng bằng nhau à, đúng rồi, 2 phân 1 ly bằng nhau thôi. Rồi cái chiều dài thì nó dài được tới hết đầu búa luôn, thì nó dài cũng được 29,5 cm ha, 29,5 cm. Rồi cây này mã số 394 giá 120.000, cán cũng còn liền lạc nha mọi người, cán mới mới to luôn nha, không có bị gì hết. Rồi tới mã số đâu mất tiêu rồi, mất tiêu cái giá rồi. Ông bay mất tiêu cái giá rồi. Này búa đầu trâu, này 395, này là cái búa đầu trâu của thằng Bakuma nha mọi người, mã số là 395, nó bay mất tiêu cái giá này mà. Mã số 395 là giá 220.000. 395. Đây búa đầu trâu. Sọc coro nha, đầu đóng sọc coro nha mọi người. Đầu đóng cũng còn khá đẹp. Đóng còn khá đẹp nha. Không bị bể, không bị mẻ gì hết á. Hai bên má sọc coro. Đầu nhổ đinh, đầu nhổ đinh thì có dấu hiệu xài nha, có dấu hiệu xài, có bị nhăm nhăm một vài chỗ, cán thì cũng có bị oxy hóa nha, nhưng mà nhìn chung thì cán này còn cũng còn rất là tốt, không cong không dập. Rồi vỏ, vỏ thì cũng còn liền lạc, nhưng mà khúc khúc trên này nó bị mất một khúc ha. Đuôi cán. Rồi cây này nó nặng, sáu lạng, hơn 6 lạng nha mọi người, hơn 6 lạng. Nó dài được 35,5 cm. Rồi cái chiều dài của đầu búa thì nó dài được 13,5 cm.
đường kính của đầu búa thì được 2/7, 2/7, 2/8 nha mọi người, chưa chưa được 3/4 nha. Đó, cái này mã số là 395, giá 220.000. Rồi tới 396. 396 cũng 220.000 luôn, là cây búa nhỏ đinh mini. Cây này chưa có xài nha mọi người. Chưa có xài nha. Chưa có xài nhưng mà bị bãi nên nó bị cắn đây chút xíu. Cắn đây hai lỗ nè. Ha. Chưa có xài nha. Là nhổ đinh rồi nè, còn zin hết nha mọi người. Búa này đẹp nha. Búa đẹp lắm. Búa đẹp nha mọi người. Còn cả tem tiết gì luôn đây nè, quá trời nè. 225 g. Chữ gì đây? Fry gì? Nguyên một dọc chữ nữa nè. Rồi, cán cao su còn liền lạc. Không có bị sức mẻ gì hết, cây này mới chưa có xài. Rồi mã số 396, giá 220.000. Cây này thì nó nặng 3 lạng 9. Nó dài 26,5 cm. Chiều dài đầu búa 10,5 cm. Chưa được 11 nha mọi người, 10,5 cm. Đường kính của đầu búa là được 2/3. 2/3 nha mọi người. Đó, ngoại hình còn đẹp, mới chưa xài. 396, giá 220.000. Rồi 397. 397 là búa cao su. Búa cao su dùng cho mấy bác mấy anh thợ hồ á, của Daiso. Daiso là thương hiệu của Nhật nha mọi người. Số 397 giá 150.000. Thì cái búa cao su này nó nặng 3 lạng 6. 3 lạng 6. Thì chiều dài của nó là nó dài được 27 cm. Chưa được 3 tấc. Rồi chiều dài của đầu búa là gần 8 phân. 7 phân mấy, 7 phân 8, gần 8 phân. Đường kính của đầu búa nó là 4/6. 4/6 nha mọi người. Đó. Đó thì cây này mã số 397, giá 150.000, thì ngoại hình còn đẹp nha, chưa có xài nha mọi người. Chỉ có vải thì nó bị sọc đây thôi, chưa có xài nha. Đầu búa còn liền lạc hết nha. Ha. Này cao su này cũng không có cứng lắm đâu, cái này mấy bác làm bên thợ hồ lót gạch chán gạch rồi ha. Cán còn đẹp nè. Cán còn bóng hới nha, không có bị gỉ sét nha, chưa bị gỉ sét nha. Vỏ cao su cũng vậy. Còn liền lạc, sáng đẹp. Rồi mã số 397, giá 150.000. Rồi cái mã số 398 là một cái cây búa nhổ đinh, mà cái form này là cái form khác, không phải form đầu trâu. Không phải form đầu trâu nha mọi người. Cây này kích thước khá lớn nha, nhưng mà nó không có dài. Mã số 398, giá 250 nha. Đó. Cán rồi còn đẹp, sáng bóng nha. Chỉ có bị nổ một chút xíu, một vài đốm thâm thâm thôi. Nhưng cây này á thì cái phần đầu búa thì chưa có xài. Phần đầu búa chưa có xài nha mọi người. Nhưng mà không biết họ làm gì mà hai bên má này nè. Hai bên má này nhâm chứ là họ đóng cái gì á. Đóng bằng hai bên má thôi. Rồi phần nhổ đinh cũng chưa có xài nữa. Nói chung họ chỉ xài hai bên má này thôi. Ha. Cây này nó nặng tới 7 lạng á mọi người. Nặng tới 7 lạng á, nặng hơn cái đầu trâu nữa đó. Thì nó dài được 31 phân rưỡi. Và chiều dài đầu búa. Chiều dài đầu búa thì nó dài khoảng 13 phân rưỡi. 13 phân rưỡi. Rồi đường kính đầu búa
đường kính đầu búa nó được 3 phân đó mọi người ha, được 3 phân nha. Búa này khủng luôn á, búa này mọi người đóng đinh một phát là phải rô luôn á ha. Rồi mã số 398 giá 250.000. Đây có chữ gì nào mọi người đọc giùm em nha. Đó. Vanin gì đó quýt. Quýt gì đó. Rồi, bỏ qua đi. Bỏ qua. Rồi cái 399. Ủa, phải 398, ờ đúng rồi 399. 399 là một cái đầu búa bắt giác nha mọi người. Cái đầu búa bắt giác ký mốt của chết mắt nè. À, ngoại hình thì còn khá đẹp nha mọi người. Đây ha, còn khá đẹp nha, chỉ cái đầu búa thôi. Đó. Xung quanh viền này nó bị cấn, nhưng mà nó không có mẻ lớn đâu. Nhìn nói chung nhìn còn đẹp lắm ha. Đầu này là đầu phẳng nha. Còn đầu này đầu mô nè, nó hai đầu, một đầu mô nha mọi người. Một đầu mô, một đầu phẳng nha. Thì nó cũng bị cấn nè, bị cấn xung quanh viền nè, cái viền vác á, bị cấn nhâm nhiều. Nhưng mà phần đầu búa thì đầu búa này còn liền lạc lắm, nó chỉ bị nhâm thôi ha. Thì ngoại hình cũng vậy, ngoại hình cũng còn đẹp. Cái này về mọi người tra cán vô mình sử dụng rất là bền nha. Nặng ký mốt nè của chết mắt đó, mã số 399 giá 220.000. Nói chung là cái đầu này ngoại hình còn đẹp nha mọi người, còn đẹp lắm. Cái này nó còn dính cái chốt nem trong này nè. Ủa, ờ đúng rồi, cái chốt niêm ở trong á, cổng ngoài là cái cây đinh. Chốt niêm ở trong nè mọi người, chốt niêm nằm trong á, chốt niêm zin của nó đó. Về là mình lấy ra rồi mình nem lại ha, làm cán khác mình nem lại. Rồi 399 giá 220.000. Rồi tới 3910. 3910 là cũng là một cái đầu bắt giác. Cái này là của thằng Z. Thằng Z này nếu nhớ không lầm thì nó cũng là thằng chết mắt hay sao á, hay là của hãng nào khác. Nhưng em nhớ như có một lần là em thấy chữ Z này mà là chữ chết mắt luôn, có chữ chết mắt luôn. Chắc hình như là nó đó, hoặc là của một hãng nào đó nó liên kết nhau thôi. Cái đầu này cũng còn tương đối đẹp ha, còn tương đối đẹp nha mọi người. Đây nè, cái phần này phần mô nha, phần mô à, cái đường vác thì thấy nó còn liền lạc hơn ha. Ha, rồi cái phần vằn cũng vậy, cũng có cái dấu hiệu đóng, nhưng mà nhìn chung thì cũng còn đẹp, khá đẹp. Nó cũng bằng giá với cái đầu kia thôi. Mã số 3910 giá 220.000. Đầu này thì nói chung là chắc cũng còn đẹp nè, đẹp. Rồi mấy cái đầu búa nha mọi người. Rồi ở đây em có hai cái đầu búa này, em bán thì combo nha, hai cái đầu búa, hai form, một cái bi, một cái nhổ đinh. Thì em mô tả cái bi trước nha. Cái bi này nó nặng 4 lạng 2. Đầu bi nặng 4 lạng 2. Đầu bi này của thằng Maruki nha mọi người, Maruki ha. Đây đầu bi còn đẹp nha, đầu bi còn đẹp đó, đầu đóng cũng vậy nha, còn đẹp nha, không bị bể mẻ nha mọi người. Đầu này còn đẹp lắm nha. Maruki thì cũng nổi tiếng trong lĩnh vực búa bi này nha. Nói chung ngoại hình còn đẹp, đầu này còn đẹp đó. Này mã số nó là hai cái nha mọi người, hai cái này là giá 250, mã số 3911 nó hai cái này nè đó. Rồi mô tả cái bi xong rồi, giờ tới cái nhổ đinh nha. Cái nhổ đinh này của ông tên Lê nha mọi người, tên Lê nha, này hàng hiệu nha chứ không phải hàng tàu nha. Tên Lê là của Mỹ nha mọi người. Cây này thì cái đầu này chưa có xài đâu, cái đầu này nặng 4 lạng 1. Hai đầu này cũng nặng tương đương nhau không? Cái đầu bi nặng 4 lạng 2. Cái đầu này nặng, đầu này nhẹ hơn 10 gram. Đầu này nó 4 lạng 1 à. Này của Tenle nha mọi người đó. Mọi người biết thương hiệu Tenle à ha. Đó.
Thì trong này nó còn một cái chốt nêm vòng tròn nè, mà không biết họ làm cái kiểu gì mà tới nó gãy cán không biết đó. Rồi cái đầu búa này nè, cái đóng là mọi người thấy con H2 nè, nó ngoài hình đó nha, chưa có xài luôn á mọi người, mà biết sao tới gãy cán đó, chưa có xài luôn á. Đầu đóng nè bằng phẳng nha mọi người, lá ngoi ha, cái đường vát nè không cấn không gì luôn á, cái đầu này đẹp cực kỳ luôn, cái form này độc luôn á. Hôm này nè, về mọi người lấy cán gỗ loại tốt tốt mọi người làm ha. Là cây búa này độc luôn á, đây mã số nó nè. Rồi mọi người tra thử coi. Thử cái cây búa này nó nhiêu tiền. Tên lê này không có rẻ đâu nha. Thì combo này em bán chỉ có 250 thôi. Nó hai đầu rồi đó. Mã số 3911, giá 250.000. Rồi đó, hết rồi đó. Thì còn hai cái búa bi này. Hai búa bi này là em để cho anh Châu nha, thì em mô tả cho anh Châu coi luôn hai cái búa bi. Thì một cây này có cái hiệu gì nè, có chữ nè, em chữ Tàu, nói chung là hàng nội địa đó. Ố bậy, chữ Nhật, thấy chữ que que quen quen chữ Tàu, nó chữ Tàu. Ủa cái này là của thằng Asahi mọi người ơi, này của Asahi ha, nói cho anh Châu biết luôn. Asahi nè, anh Châu giờ cái tem này mới thấy nè, Asahi AXH anh, là chắc chắn là của Nhật đó, chắc chắn là chữ Nhật á. Nó bậy không à. Thì cái này nó chưa có xài đâu, này cái đầu bi nè, cái dấu này là dấu cái sơn á, cái sơn nha, cái sơn của nó đó, nó nhìn thấy cái đường đường viền á, đường viền còn tròn 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 do như chữ O luôn á. Đầu bi cũng vậy nè, đầu bi còn lắng lừ nha ha, đó đó. Thì cây này nó nhẹ hờn nhẹ hởn nè, nó có một lạng chín, một lạng tám, à lạng tám thôi. Thì em cũng có nói cho anh Châu nghe rồi, thì mô tả cụ thể cho anh coi luôn. Thì nó dài được 28,5 cm. Rồi chiều dài đầu búa thì nó dài được có 6 phân à, hơn 6 phân. Đường kính đầu búa thì nó được 2 phân 3. Đó. Rồi một cây. Rồi một cây này. Cây này là của chết mắt. Chết mắt nha. Đầu bi đây, có xài qua nhưng mà đầu bi cũng còn đẹp, không có bị mẻ nha. Không bị lún, không bị mẻ. Ha. Đầu đóng. Ở đầu bi còn lắng lừ. Đầu bi chưa có xài luôn. Cán gắn zin hết, chút zin không à. Cái này thì nó cũng dài, nó ngắn hơn cái kia. Cái này nó có 26-27 cm à. Rồi chiều dài đầu búa thì nó được 7 phân 2, 7 phân 3. Rồi đường kính đầu búa thì nó được 2 phân 1. Rồi có cặp búa này là em để cho anh Châu nha. Rồi nó nặng, cái đầu chết mắt thì nó nặng nặng 2 lạng 2 đó anh Châu. Rồi rồi em cũng xin kết thúc cái video số 39 đây nha mọi người. Rồi còn mấy sản phẩm này em lên tiếp video khác nha. Rồi cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.